Xin chào tất cả anh em càng rủ đam cá toàn quốc. Hôm nay tục lên clip gồm 14 con câu nha anh em. Thì 14 con câu này 14 con câu ngâm hàng cây Nhật. Thì sẽ có vài cây Kentucky, hai cây Kentucky. Đây cây nữa. Rồi, đếm vô cụ thể từng cây cho anh em xem. Em bán hàng cho anh em kiểm tra hàng trước hàng tổng nếu hàng lỗ không lấy lên em sẽ ăn lại. Rồi, cảm ơn anh em. Thứ nhất tham khảo. Thì cái thứ nhất em đang cho mọi người một cây càng ba khúc. Thì cái này hàng của Fatico nha anh em. Alpha chất liệu là carbon. Thì cái Alpha này một cây 3,3 m nha anh em. 3,3 m. Cái này hàng của Nhật mọi người, hàng nội địa. Đây, bên Japan. Thì cái này được số bộ phen là bộ phen xít hết cho anh em. Full bộ phen xít. Bát là bát Fuji tam quan. Đây. Ngoại hình ok đẹp nha mọi người. Đó. Ngoại hình ok đẹp đẽ sạch. Đây. Đó. Rất là đẹp luôn. Đó. Bộ chống sắn rất là ok luôn. Thì cây này có một lỗi chỗ này anh em, đây đây nó, đây nó bị chốc lớp sơn như này, đây, chỗ này cũng vậy. Đó. Như vậy thôi, do phen nó cắn vô anh em. Đó. Rất là ok. Thì cái này về kia cho anh em câu lăng xê nha anh em, câu lăng xê câu cha chết. Thì cái này nặng một, nặng là 390 g, đọt là 3 ly 2. Độ cứng cái này, độ cứng là 50 nha anh em, độ cứng 50. Rồi, giá công khai cây số 1 giá là 900 cộng ship nhé. Tiếp theo cây số 2. Thì cây số 2 em lên cho mọi người là một cây hàng của Daiwa. Đây. Một dòng Daiwa. Thì cây Daiwa là một cây Daiwa carbon Whisker, hàng nội địa. Thì dòng carbon Whisker là dòng carbon sắn ít như này. Đó, coi. Coi sắn ít thế này, nó sắn dạng quậy cá. Đây. Phen nó đây anh em, phen là phen xứ xám nha. Đó, xứ xám, Fuji xứ xám. Rất là đẹp luôn. Bát là bát Daiwa, bát đại cao. Đó, carbon là carbon sắn nha. Đó. Em có thấy nó sắn nè. Đó. Cây này thì bao đẹp rồi, bao lỗi luôn. Phen rất là đẹp nha. Keo chỉ thì nguyên zin nha mọi người. Keo chỉ nguyên zin. Bu xít nha, bu xít. Bán hàng chịu khó soi cho anh em xem. Rất là ok luôn. Chẳng ít nha. Thì cây này là cứng 50 anh em, cứng 50 và 3,9 m. Hàng này chỉnh cho anh em câu lăng xê rồi, lăng xê ca chép. Cái này nặng là 1 355 g, đọt 2 ly. Giá công khai cây số 2 giá là 1,3 triệu cộng ship. Tiếp theo cây số 3. Cây số 3 em lên cho mọi người một cây dòng đây qua. Thì dòng này là dòng carbon Whisker cán dẹp. Đó. Thì cái này dài 2,5 m, 2,4 m nha anh em, dài 2,4 m. Phen vẫn là phen Fuji đỏ xám đây. Đó. Bát là bát Fuji. Đây, đó. Dòng carbon Whisker nội địa nha anh em. À, carbon sáng ít. Đọt là đọt tháp nha anh em, đọt tháp. Bu vẫn là bu xít. Đó. Thì cái này độ cứng ra tầm khoảng 80 g nha. 80 g. Phen rất là đẹp luôn. Cái này cho anh em câu cha chép nha. Đánh trên bè, trên ghe, trên thuyền. Đó, rất là ok luôn. Ngoại hình rất là đẹp luôn đó mọi người. Đó, không lỗi lầm gì. Thì cái này nặng là 260 g, đọt 1 ly 8. Thì cái này cứng từ 80 đến 100 nha anh em. Cỡ tầm 80 đến 100 thôi. Thì độ cứng của nó là trải đều vô trong nha anh em. Đó. Rồi, giá công khai cái số 3 giá là 1,2 triệu nha anh em, 1,2 triệu cộng ship. Ngoại hình đẹp nhé. Tiếp theo cây số 4. Thì cây số 4 lên cho mọi người một cây Daiwa, vẫn là Daiwa cán dẹp, nó trồng carbon Whisker. Đây, nó. Thì cái này dài 2,5 m nha anh em, dài 2,5 m. Đó. Ngoại hình tương đối đẹp nha mọi người. Phen vẫn là phen Fuji lỗ xám đây. Đó. Đó. Đây, đọt tháp nha anh em, đọt tháp. Đây, đó. Bù xít nha, bù xít rất là đẹp luôn. Carbon Whisker
bát là bát tay qua anh em, bát tay qua đây cao đây, hai bát khác nhau nha anh em, hay đó, cùng dòng nhưng mà tay qua hai bát khác nhau. Cái này dài 2,5 m, nặng là 280 g, đọt 1 ly chín, độ cứng là tầm 80 đến 100 nha anh em. Đó. Rồi, cây số 4 giá công khai là 1 triệu 2 cộng ship đó nha mọi người, 1 triệu 2 cộng ship. Tiếp theo là cây số 5. Cây số 5 mình lên cho mọi người một cây cần Daiwa, thì dòng này là dòng Daiwa Kenjaki. Thì Daiwa Kenjaki này một dòng Daiwa Kenjaki đời đầu nha anh em, dòng đời đầu, phôi phôi carbon. Thì phôi này rất là chuẩn luôn, chuẩn dày. À, chuẩn qua gì thì cái này cứng 120 dài 2,4 m như nè, cứng 120 dài 2,4 m đây nó bát là bát Daiwa như nè, bát là bát Daiwa Fuji, ở trong đây nó cũng vần chữ Fuji trong đây nha mọi người. Đó. Cán là cán gỗ đây. Đó. Cán gỗ thì cán này được mấy nhiệt độ cái cây này, nó cây này một cây đó trọng như nè, rất là trọng, làm cho nặng cái cần hơn. Đó. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Thì fan là fan cầu biển nha anh em, fan cầu biển đây, rất là đẹp. Đó. Carbon sắn ít nha, nó lòng carbon sắn nha mọi người, sắn nổi gân. Đó. Đó. Rất là đẹp luôn, sắn ít từ A, lòng sắn quăng từ đọt đến ngọn luôn nha anh em. Bồ chống sắn đây, bồ chống sắn dạ quang. Có đẹp đây, tem nội địa, fan fan đều rất là ok anh em. Đó, cái này về cho anh em câu bạo lực, đó câu trên ghe, trên tàu, câu biển. Thì cái này nặng là 540 g, tọt 3 ly 9, giá công khai cây số 5, giá là 1,8 triệu cộng ship nha anh em, 1,8 triệu cộng ship cây số 5. Tiếp theo cây số 6, thì cây số 8 lên cho mọi người quẩn một dòng cần nội địa, dòng hàng hệ. Thì cây này một cây Daiwa carbon Vicker. Đó. Thì cây Daiwa carbon Vicker này một cây Daiwa tấm cứng 80 và 27, độ cứng rất là chuẩn cho anh em câu săn hàng nha nè, săn hàng chép cha. Đó, anh em có thể câu biển cũng rất là ok. Đây, đó. Thì gốc nó có xước xác một tí nha mọi người, đó, xác tí. Nhưng mà phen nó là rất là ok anh em, dạng phen cầu, phen biển đây, đó. Phôi, phôi sắn ít, đó. Phôi dòng carbon cơ này sắn ít. Bát là bát Fuji, tem vàng. Cứng 80 và 27. Độ cứng rất là chuẩn nha. Bô chống sắn, bô xích, đó. Bô biển luôn nha mọi người. Cái bô rất là xịn luôn. Đó. Rất là đẹp nha nè. Sáng ít. Rất là đẹp. Rất là đẹp nha anh em. Đó. Thì cái này nặng là 380 g, đọt 3 ly 5. Giá công khai cây số 6, giá là 1,6 triệu nha nè. 1,6 triệu cộng ship. Tiếp theo qua đây. Qua đây là nguyên một dàn sáng ít luôn. Đó. Tiếp theo cây số 7. Cây số 7 lên cho mọi người một cây cần của Shimano. Đây, dòng Shimano. Thì cây Shimano này là Shimano Hippo X nha nè. Đó, phôi sẵn Hippo X. Phen là phen xứ xám Fuji. Rất là đẹp. Đây. Nó chọc lớp sơn bóng như nè, đây, chọc lớp sơn bóng. Đó. Sáng ít nha mọi người, đó, rất là đẹp luôn. Rất là đẹp nha. Thì cây này dài 2,7 m nha anh em, dài 2,7 m, nhưng mà đây, tất cả phen này em đi keo là hết nha anh em. Đó. Đây. Cái này em đi keo lên nè, nó đi keo lại hết. Đây, phen này em cũng đi keo luôn, keo lại luôn. Cái này cũng đi keo lại luôn đó, cần sao thì em báo em vậy. Thì cái này chiều dài thực của nó 2,7 m, nhưng nó đã bị gãy một cúp ngọn nha nè. Em đo bằng thước thì cái này dài 2,68 m nha nè, dài 2,68 m,
nặng là 245 g, đọt là 2 ly. Thì cái này độ cứng nó em đo ra tầm khoảng 100 nha anh em, 80-100 nha. Nó cứng đều vô trong nha anh em. Rồi, giá công khai cây số 7, giá sale luôn, giá là 1 triệu mốt như này, 1 triệu mốt cộng ship. Tiếp theo là cây số 8 như này. Thì cây số 8 là một cây cần Shimano. Thì cây Shimano này là dạng Shimano carbon Whisker. Đó. Thì cái này được hai đọt như này, được hai đọt hàng nguyên zin, đó, nguyên zin nguyên kiện. Foil carbon sáng nhất. Đó. Rất là đẹp luôn. Đây anh em, nó cái này dài 2m7 anh em, dài 2m7. Đó. Thì bộ quýt sáng nhất. Thì cái này số bộ fan là bộ fan Fuji. Bộ fan Fuji dạ quang nha anh em, đó, Fuji dạ quang. Đây. Rất là đẹp luôn. Đó. Bu dạ quang nha anh em, nguyên sim nhá. Đó. Cái nào em có đi keo lại thì em bảo anh em đi keo lại, đi chỉ lại thì đi chỉ lại. Đó. Cái này thì nguyên sim này, ở bàn. Đó, rất là đẹp. Mấy lần trước em cũng có về một hai cây, nó đăng lên em phản hồi rất là ok, đánh rất là im luôn. Thì cái này gồm hai đọt cho anh em, một đọt cứng 40-60, một đọt cứng 60-80. Đó. Thì anh em có thể tùy địa hình địa điểm mà anh em câu. Đó. Đó. Độ sâu nước chảy mạnh chảy yếu thì anh em lấy đọt cứng đọt mềm anh em câu. Rất là ok anh em. Rất là đẹp luôn. Thì cái này nặng là 280 g, đọt 2 ly 3 là cứng 40-80, đọt 2 ly 6 là cứng 60-80 nha anh em. Rồi, giá công khai cây số 8 giá là 1,6 nha anh em, 1,6 cộng ship. Tiếp theo cây số 9. Thì cây số 9 em lên mọi người một cây đây qua kênh Yaki. Đó. Dòng này thì đa phần những cây cần còn mới về rất là hiếm luôn. Đó, đa phần những cần xuất sắc coi. Thì cây này thì em không nói là mới nhưng mà ngoại hình cũng rất là ok. Đây, bộ phen nó thì chưa bị oxy quá nha mọi người, đó, chưa bị oxy quá nhiều nữa nè. Đó. Phôi thì phôi vẫn phôi sáng ít. Đó. Thì gốc nó đây, gốc nó thì bị xước cái này tí. Đó. Giờ trong quá trình vận chuyển phen nó cọ nhau thôi. Đây, sáng ít cho anh em, phôi cây quát sáng ít. Bát là bát Fuji. Rất là đẹp luôn nha anh em. Đó. Thì cây này cứng 80 và H7, rất là chuẩn cho anh em cục cha. Đó anh em, cục cha, cục chép. Đánh cha thịt, anh thôi anh em câu giặt bờ biển cũng được. Có biển rất là ok luôn. Sáng nhất nha anh em, sáng nhất, sáng đỏ cây luôn. Sáng tới ngọn nha anh em. Sáng tới ngọn. Bu chống sáng. Đó. Bu chống sáng. Rất là đẹp luôn. Thì cái này đây nè, nó bị xước sát cái này đây, nó xước sát chỗ này thôi, dưới cái góc thôi, tất cả phần còn lại rất là ok nha nè, không lỗi lầm gì hết, rất là đẹp luôn. Thì cái cây quát này thì cứng 80, dài 2m7, nặng là 422 g, đọt 3 ly 3. Thì cây số 9 giá công khai là 1,8 triệu nha nè, 1,8 triệu cộng ship, vì phôi rất là chuẩn nên độ nảy rất là ok nha mọi người. Đó. Tiếp theo cây số 10. Thì cây số 10 vẫn là cho mọi người một cây cây quát đại qua Kenjaki. Thì đây nè, gốc nó vẫn bị xước nha mọi người. Đó, gốc vẫn xước. Phen nó đây, đó, phen thì cây này bị oxy hóa một tí này mọi người. Đó, thấy không? Thì phôi vẫn là phôi sẵn ít, sẵn găng gốt luôn. Đây, cây này xước sát kia một tí thôi. Đó. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Bu vẫn bu chống sắn. Đó, phen vẫn là phen cầu, phen quyển. Đây, kê quá kênh carbon. Rất là ok nha nè. Đó. Đa phần những phôi này thì rất là chuẩn rồi, không còn gì phải bàn. Đó. Đánh thì vô tư. Thì cái này nặng là 222 g, đọt 3 ly 3. Rồi, giá công khai cây số 10. Cây số 10, giá là 1,7 triệu nha anh em, 1,7 triệu cộng ship cây số 10. Tiếp theo cây số 11. Thì cây số 11 lên cho mọi người một cây Daiwa cán dẹp. Thì dòng Daiwa cán dẹp này một dòng Daiwa phen lá nha anh em.
Đây dòng khoai lá thì cái này rất là dịu luôn. Cái này thì chị anh em câu chép này, đó, câu chép. Carbon là carbon sẵn này. Đó. Khoai lá nha anh em, khoai lá phân xít. Là đẹp nhé. Đọt nó đây, đó. Bu chống sắn. Thì cây này cứng 30 thôi nha em, cứng 30 dài 27 nha anh em, cứng 30 dài 27. Đó. Đọt gấp rồi đây. Đó. Đọt gấp là dịu luôn, đó, dạng đánh cảm giác thì khỏi bàn. Đó. Cái này dính keo rồi mọi người. Khoai tây hoa HZ là khoai đời cao nha anh em. Hàng Taiwan xuất nhập. Bọn sẵn đây. Thì cái này nặng là 270 g, đọt 1 ly 3, giá công khai cái số 11, giá là 1 triệu 6 nha, 1 triệu 6 cộng ship. Đây, test độ cong luôn. Tiếp theo là cây số 12. Thì cây số 12 em lên cho mọi người một dòng cần nội địa. Thì dòng này một dòng cần của Nissin đó, dòng cần Nissin. Đây. Phen là phen lá nha anh em, phen lá rất là dày luôn nè mọi người. Đó. Thì cây này độ cứng cũng rất là chuẩn luôn, cho anh em đi câu chép dạng đánh đập thủy điện cũng rất được luôn. Thì cây này cứng 80 dài 3,6 m nha anh em, đó, cứng 80 dài 3,6 m, thì độ cứng này bao chuẩn rồi, đó, bao chuẩn cho anh em câu chép, câu trôi, đó đập thủy điện, anh em câu giặt bờ biển cũng được. Phen Fuji nha anh em, phen Fuji độ ship, cứng 80 dài 3,6 m, sáng ít nha, sáng nổ quăng nha anh em. Đó. Phen là phen xích, phen lá bù bù chống sắn, ngoại hình đẹp nha mọi người, ngoại hình đẹp, cứng 80 dài 36. Rất là ok nha nè, thôi ok nhé. Thì cái này nặng là 375 g, đọt 2 ly 1, đọt cứng là 80, dài 3,6 m, giá công khai cây số 12, giá là 1,6 triệu nha anh em, 1,6 triệu cộng ship. Tiếp theo cây số 13, cây số 13 em lên cho mọi người một cây Ryobi. Thì cây Ryobi này một cây Ryobi phen lá nha anh em, phen lá dài 3,3 m, đọt cứng là cứng H nha anh em, dài 3,3 m, đọt cứng là cứng H. Thì độ cứng H tương đương với độ cứng ra tầm khoảng 80 nha nè, 80. Đây, phen này phen lá như này, phen lá xít, bu chống sắn. Ngoại hình còn rất là ok luôn á mọi người. Đây, đó. Thì anh em nào thích dạng đánh cảm giác đó, thì anh em lấy cái này về đánh rất là ok nha. Dài 3,3 m, cứng 80, đánh tra chép là ok. Đó, đánh giạc bờ biển. Rất là đẹp. Bát là bát Fusicon. Đó. Ok nha. Ngoại hình thì tương đối đẹp nha mọi người. Đó, sức sắc ít. Thì cây này một cây hàng của Korea Nhật Việt Nam, hàng Ryobi, hàng thương hiệu nội địa Nhật, nội địa. Thì được sản xuất tại Korea xuất Nhật. Thì cái này nặng là 360 g, đọt 2 ly 5. Rồi. Giá công khai cây số 13, giá là 1,6 triệu nha anh em, 1,6 triệu cộng ship. Tiếp theo cây cuối cùng, thì cây cuối cùng lên cho mọi người quẳng một cây hàng phen lá. Thì cây cuối cùng em lên cho mọi người một cây cần Gamakatsu. Thì Gamakatsu này cần rất là hiếm luôn. Đó. Phen là phen Fuji Seed, lá mà phen đen nha anh em. Đa phần nãy giờ em lên cho mọi người là phen trắng mà. Đó, có cái này rất là hiếm luôn, phen đen. Đó. Gamakatsu. Đó. Rất là đẹp nha anh em. Rất là đẹp luôn. Thì cái này cứng 50 và 3,6 m, chuẩn anh em đánh cảm giác nha, đánh cảm giác cầu chép. Rất là đẹp.
hàng Pussy Seed nha anh em, Pussy Seed hàng lá rất là đẹp. Yamakasu bát là bát Yamakasu nha anh em, bát Yamakasu đây cho anh em xem, fan rất là ok nha mọi người. À, thì cái này một cây hàng nội địa, cứng là cứng 50, dài 3m6 nha anh em, nặng là 390g, đọt 2 ly 3, giá công khai cây số 14, giá là 28 cộng xếp nhé. Rồi, đó tổng cộng là 14 cái căn em lên cho hôm nay. Nếu anh em ưng nào chốt lên là số điện thoại tự động liên hệ với anh em nha. Rồi, cảm ơn anh em.